được làm việc với các anh chị rất là chuyên nghiệp thì mọi người hay chia sẻ cho Duyên, và nhất là chị Họa Thư. Trong cái quá trình làm việc với chị thì chị luôn giúp đỡ, và thậm chí là những cái lúc mà chị không có cảnh quay ở trên set và chị về trong về Sài Gòn thì chị vẫn luôn quan tâm, luôn nhắn tin hỏi thăm. Bản thân mình rất là trân quý những điều đó. Có thể nói là cái điều mà Hà bất ngờ nhất á, có lẽ là Kiều. Lúc mà bắt đầu phim thì Hà cũng rất là lo lắng, bởi vì Kiều đây là lần đóng phim gần như là đầu tiên. Cái tâm huyết, cái trách nhiệm dành cho cái vai diễn thì không cần phải bàn rồi. Tất cả những diễn viên trong phim này thì đều rất là tâm huyết và rất là hy sinh cho vai diễn của mình. Nhưng mà bởi vì rằng là do lần đầu nên là không phải riêng chị Hà, và kể cả chị Huyền hay là tất cả mọi người trong đoàn phim đều rất là lo lắng cho Kiều. Nhưng mà cái điều bất ngờ rằng khi mọi người xem phim, mọi người sẽ thấy rằng là sự chín chắn trong diễn xuất của Duyên làm chạm tới trái tim của Hà, cũng giống như là mọi người trong đoàn phim. Duyên sẽ là một nhân tố mới của làng điện ảnh Việt Nam, và Duyên đã làm tốt cái vai Kiều của mình. Đó là cái điều mà Hà cảm thấy rất là vui và rất là bất ngờ. Hà ơi, phải làm lại cảnh này. Đầu cảnh là con ba sập đấy, con chụp đến chỗ này. Sao bác? Kiều rất là tự nhiên và ngây thơ. Cái ngây thơ đó nó tạo ra cái cảm xúc làm cho Huy khi mà nhập vào cảm thấy rất là tội nghiệp. Giống như là cái cảm giác như là nhà sản xuất là cố tình chọn Kiều vì lý do đó, tôi nghĩ như vậy. Và hai đứa thì dành nhiều thời gian cho nhau để cho hai đứa càng ngày càng gần gũi hơn. Khi đóng phim thì nó thoải mái hơn thì cũng, và tôi cũng rất cảm ơn Kiều về điều đó. Bản thân mình được làm việc và tiếp xúc với anh Phúc Sinh nhiều hơn chị Bạn Thư, vì là có nhiều cái cảnh quay với nhau thì được làm việc với anh từ lúc mà chưa đi phim, từ lúc mà đi học và đi tập luyện với nhau, thì đến giờ thực sự là anh ấy cũng coi mình giống như một người em gái. Lúc mà anh nói là coi mình như em gái thì thực sự rất là lo, bởi vì là rất là sợ cái cảm giác mà khi vào phim lại giống người yêu mà không ra, mà giống như kiểu hai anh em thì như thế là sẽ bị hỏng vai diễn. Nhưng mà ok, hai anh em ở ngoài rất là thoải mái vui vẻ với nhau, nhưng mà khi mà vào phim thì hai anh em hợp tác rất là ăn ý, và cũng được mọi người ekip trong đoàn khen. Mấy anh chị trong đoàn phim có hỏi Huy với Kiều là hai đứa sẽ đóng vai người yêu với nhau, hai đứa sẽ làm sao, thì hai đứa đã hẹn với nhau trước rồi là sẽ hợp tác với nhau, sắp tới là sẽ yêu nhau để cho khi lên hình thấy những hình ảnh rất là thật. Và mấy anh chị cũng hỏi lỡ mà hai đứa đóng chung như vậy có khi nào thành tình cảm thật hay không. Huy cũng biết trả lời sao luôn, vì mình càng muốn nó thật á thì đôi khi nó thật rồi á không biết là có kéo lại được hay không. Nhưng mà tại vì Kiều cũng là một cô gái rất là có duyên, cho nên là thôi cứ gắng, tự cố gắng sao cho đừng bị Kiều hút. Kiều hút. Để sau phim rồi thì mình có bị đi theo Kiều luôn, đi theo Kiều luôn chứ cuộc đời cũng lận đận như là bạn Kiều. Được tập luyện với lại thú sinh rất là nhiều rồi, nên là cái sự ăn ý cũng khá là tốt, và không gần như là không có sự ngại ngần gì ở đây. Mọi người coi là sẽ biết là có ăn ý hay không. Nhớ nhất là khi mới gặp Hoàng Thư lần đầu, khi mà hai đứa hẹn nhau ra ngoài lần đầu để trao đổi, thì Hoàng Thư nắm tay Huy nói: anh ơi, em xin làm vợ anh nha, từ bây giờ đến lúc phim hết. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gó đánh đất tặng, đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích, mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nói: anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Huy rất là hết hồn, nhưng mà Huy thấy wow, cái cô này cô nhập tâm vô phim mà cũng nhập tâm ở ngoài đời để lấy cảm xúc thật, để cho nó càng ngày nó bồi vô, để cho lúc mà diễn thực sự là hai đứa giống như là hai người vợ chồng. Thì những cái nét chuyên nghiệp đó Huy rất là nể ở Hoàng Thư. Và cái lúc nào nói chuyện về Hoàng Thư, Hoàng Thư cũng nói về phim, coi như là cô ta sống vì Hoàng Thư quá nhiều. Mình đã hoàn thành tốt cái những cái cảnh
ân ái tình cảm với Thúc Sinh. Chưa cha, cảnh đóng phim này là Hà hốt hết á. Cái này nói được nhưng mà không thích nói bây giờ, muốn biết thì xem tập hậu trường cảnh nóng và màn đánh ghen đi vào lịch sử. Xin chào mừng các bạn đến với series Kiều và những bí mật chưa từng được bật mí.